chào, và bây giờ chúng ta sẽ thực hiện cái ý đầu tiên ở đây, đó là thực hiện nhập thông tin lái xe đưa vào file, sau đó thì xử lý ngoại tệ in danh sách ra màn hình. Ở đây để nó đơn giản thì những cái thông tin chúng ta nhập sẽ là họ tên, địa chỉ và trình độ, trong đó thì mã lái xe là cái số nguyên tự tăng và chúng ta sẽ sửa một chút ở trong cái lớp model là xong. Ở lớp họ tên, địa chỉ thì chúng ta sẽ kiểm tra cái định dạng và kiểm tra xem cái trường nhập liệu nó có để trống hay không. Dễ nhất là kiểm tra để trống, và trường hợp thứ hai đó là nếu như nhập vào cái gì đó mà không phải chữ thì sẽ là bắt cái ở chỗ họ tên. Giả sử mình sẽ chỉ bắt một hai cái là mẫu thôi, còn những cái khác nó cụ thể hơn thì các bạn sẽ phải tìm hiểu thêm cái phần regular expression. Trình độ là chúng ta sẽ sử dụng hộp chọn. Và như vậy thì bây giờ chúng ta sẽ thiết kế cái giao diện, sau đó thì chúng ta sẽ code ở trong cái video kế tiếp, tại vì cái này mình vừa nói rất là tốn thời gian, cho nên là chia nhỏ ra thì các bạn tiện theo dõi. Đầu tiên này, ở trong cái giao diện này thì để chứa được cả cái chương trình, tất cả những cái ý, thì ta sẽ tạo ra các những cái tab. Ở đây để tạo tab thì trên cái giao diện này các bạn kéo nó rộng ra, thấy vừa mắt là được, sau đó thì chọn tab pen. Các bạn đặt nó ở góc trái trên, được chưa? Xịt sát vào đi, nhìn nó dễ chịu. Sau đó kéo cái góc phải dưới ấy, sát xuống bên dưới. Rồi sau khi kéo xong thì chọn panel để vào. Sau đó thì kích thêm cái panel khác để bên cạnh cái tab, thì chúng ta sẽ được các tab liên tiếp nhau. Nếu các bạn để bên dưới này thì nó sẽ là những cái tab chứa trong tab, là tab lồng nhau. Okay. Rồi, đây là ví dụ luôn. Bây giờ mình kích vào cái panel vứt vào đây. Đấy, thì nó là ở trong này. Còn nếu các bạn kích một cái panel mà kích để cạnh cái tab 3 này, nó sinh ra một cái tab mới nữa. Okay. Rồi cái này không cần thì mình sẽ tạm thời mình sẽ delete đi, để ở đây là cho các bạn hình dung ra thôi. Ở đây xóa nốt. Rồi bây giờ mình sẽ đổi tên cái này thành cái này là, đầu tiên là một cái tab quản lý, cái này là lái xe. Tab thứ hai là quản lý các tuyến, QR tuyến. Tab thứ ba là mình sẽ liên quan đến quản lý phân công. Đầu tiên ý này thì liên quan đến quản lý lái xe. Thì chúng ta sẽ ở đây là để hiển thị cái thông tin thì ta cần có một cái table, đưa cái table vào đây, co kéo làm sao để nó hợp lý. Rồi sau đó thì chúng ta cần có một số cái nút. Đề bài thì chỉ cần yêu cầu là thêm, tuy nhiên là nếu như cái đề khi lúc thi nó yêu cầu thêm sửa xóa nữa thì các bạn cho thêm chức năng ở đây này. Okay. Giả sử mình sẽ có 3 cái chức năng là thêm, sửa xóa như thế này. Thì bây giờ mình sẽ thay đổi những thông tin ở đây. Đầu tiên là cái bảng này, mình sẽ thay đổi cái nội dung của nó. Ở đây lái xe sẽ bao gồm có 4 cột. Cột đầu tiên này, kích vào chỗ title này. Tên đầu tiên sẽ là mã lái xe. Tiếp theo cột này thì sẽ là họ tên. Cột này sẽ là địa chỉ. Và cột cuối là cái trình độ. Các bạn có thể gõ tiếng Việt nha, tuy nhiên là mình làm này đang là để tiếng Việt không dấu đấy. Thì đây là đã đổi xong cái tên cột, bây giờ đến tên, bỏ các hàng thừa đi. Thì kích vào rows thì giảm cái này về không, close. Tiếp theo ở trong cái bảng ta sẽ có rất nhiều bảng, cho nên chúng ta sẽ đổi tên bảng đi, chọn change variable name. Cái này thì tên bảng mình sẽ để là tbl lái xe. Tí nữa mà cái tab quản lý tuyến rồi là phân công lái xe thì chúng ta đặt cái tên khác để không bị nhầm. Ở cái nút đầu tiên này thì ta sẽ ví dụ mình đổi nó thành thêm lợi ích. Cái này đặt là sửa lợi ích chẳng hạn. Và cái này là thực hiện xóa lái xe. Đấy, Sau khi thực hiện xong thì các bạn cân đối lại những cái nút này sao nhìn nó dễ chịu. Ok, rồi thực hiện xong như thế này, các bạn cũng có thể đổi luôn cái table content, cái column này, đổi nó sang tiếng Việt, thì cái này sẽ là mã. Ok, đấy, cứ như thế, được chưa? Đấy. Rồi. Close, xong. Đấy là cái xong cái giao diện gốc này. Bây giờ khi mà click vào cái nút thêm này này, đấy, đúp chuột vào thì nó sẽ dẫn các bạn đến là cái action perform. Thì ở đây các bạn sẽ làm cái gì ở trong này. Và ở đây chúng ta sẽ click vào cái view, chuột phải chọn new cái JDownload form. Nếu không thấy nó xuất hiện đây thì các bạn chọn other. Tiếp theo chọn swing GUI. Sau đó chọn cái JDownload form. Đặt tên cho nó, ví dụ đây là add driver, hoặc là đây là đặt tên nó là thêm lái xe. Tuy nhiên là kia mình đặt tiếng Anh rồi, mình sẽ đặt cái này là add driver. Okay. Thì ở trong này mình sẽ có các label này, có 3 cái label tương ứng là họ tên, địa chỉ và một cái hộp chọn. Hộp chọn này thì sẽ là cái trình độ. Tương ứng nó là có những cái text field, có 2 cái text field, bao gồm text field về họ tên, một cái text field về cái địa chỉ và một cái combo box để lựa chọn cái trình độ. Sau đó thì ta phải có 2 cái nút, một cái nút thêm này và một cái nút nữa là cái nút để click vào đây hủy, đổi tên nó đi. Nút này nút hủy, nút này là nút thêm. Chợ. Tiếp theo là chúng ta sẽ đổi cái này đi thành họ tên. Cái này chúng ta sẽ đổi nó đi thành địa chỉ, và chỗ này là trình độ. Sau khi thực hiện xong cái này, cái này chúng ta căn lại một chút, kéo nó dài dài ra. Mình thích kéo cho nó đều nhau như này. Edit text cho nó, xóa hết đi. Ok. Ở đây 2 cái text, cho nên là chúng ta sẽ đổi tên. Đầu tiên họ tên thì ta đổi thành txt name. Cái này sẽ đổi thành txt address. Còn cái thằng này chuột phải vào nó, chọn property. Các bạn chọn cái model, kích vào cái nút 3 chấm này này. Tất cả cái này chúng ta đổi thành từ A cho đến F. Ok, close. Đó. Thì khi mà cho nó hiển thị lên thì nó sẽ có cái dạng như này. Ok. Rồi. Bây giờ chúng ta sẽ thực hiện đó là click vào cái nút thêm mới. Đấy, thì chúng ta sẽ được cái code, tức là viết code thêm mới ở trong này. Chúng ta sẽ quay trở lại Design View, kích vào cái hủy bỏ. Thì khi mà click vào hủy bỏ thì cái giao diện nó sẽ tắt đi. Thì ở đây các bạn đơn giản là zip.dis, đây là dispose. Rồi bây giờ mình sẽ chạy thử này. Để chạy thì các bạn kích vào cái home, các bạn chuột phải và chọn run file. Đây. Thì bây giờ cái này nó đang ở trên cái góc trên. Và bây giờ mình sẽ thêm lợi ích, chưa có gì xảy ra cả. Okay. Thì bây giờ ở trong cái home, trong cái giao diện home, các bạn kích vào design, đúp chuột vào cái lợi ích nút thêm lái xe nhá. Sau đó thì ở đây các bạn sẽ tạo ra một cái new, new là new cái giao diện thêm này này, add driver, add đấy. Sau đó thì ở cuối các bạn chọn là set visible true. Ok. Sau đó thì các bạn sang cái giao diện add driver này. Các bạn tạo ra một cái private home from ở đây. Là home. Thì cái thằng home from chính là cái thằng giao diện home from chúng ta đã tạo từ trước này. Thì ở trong cái dưới bên cái hàm tạo này, bên dưới init component thì bạn sẽ cho home sẽ bằng parent. Và cái này các bạn ép kiểu kích vào cái nút bóng đỏ đỏ này, chọn cast. Ok. Rồi bây giờ mình sẽ test, kích vào home from, chọn run file, chọn thêm này. Đấy, nó đã hiển thị lên này rồi. Và bây giờ click cái này chưa có gì hết, tại mình chưa xử lý. Nhưng click vào hủy bỏ thì nó tắt đi. Rồi. Bây giờ nếu như chúng ta muốn là cái giao diện nó chạy ra màn hình thay vì nó hiển thị ở bên góc trên trái, thì ở trong cái giao diện home, ở trong cái chỗ bên dưới cái init component này, các bạn sẽ ở đây là this.set location relative to none, thì để nó chạy ra giữa cái màn hình chúng ta. Đối với cái thằng tiếp theo, đó là cái thằng add driver này này, thì ở dưới này các bạn làm như thế: this.set location relative to cho null. Ok, bây giờ thì chúng ta sẽ chạy để xem nó như nào. Đấy, nó là giữa màn hình này. Ok, nhìn nó dễ chịu hơn rồi. Như vậy thì cái quá trình mà chúng ta tạo cái giao diện đã xong, và trong cái video kế tiếp thì chúng ta sẽ cùng nhau thực hiện đó là thêm code để thêm cái nội dung vào bảng, và đồng thời chúng ta sẽ bắt cái ngoại lệ và đưa dữ liệu vào trong cái file của chúng ta.